Đại ca Sơn đâu? Đại ca đi vắng rồi. Nhìn bố mẹ chọc mù mẹ mắt giờ. Tìm anh Sơn ấy thì gọi điện. Đây đây làm cái gì? Đi về đi. Anh Sơn ạ. Anh đây. Em vừa có qua nhà mà không có gặp anh. Anh có việc gấp chạy ra ngoài. Anh trai đang ở đâu đấy? Để em chạy qua. Ra cà phê Vọng gặp anh. Dạ. Rồi em qua đây. Đốt. Alo, đội trung án nghe ạ. Anh ơi, có một vụ tai nạn. Ở đâu ạ? Dạ, bên phà có một vụ tai nạn. Có một chiếc xe đang bị cháy ạ. Hình như trong xe có người chết ạ. Vâng, vâng, vâng. Chúng tôi tới ngay ạ. Có án rồi. Nên báo cáo chỉ huy thôi. Nó có 4 thằng. Nó chặn cái xe tôi lại. Thằng nào cũng có súng hết trơn á. Rồi có một thằng nó leo lên xe, nó chĩa súng vào đầu tôi. Giờ mày định thế nào? Hả? Giờ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Lúc này không thể quyết đoán được việc gì cả. Mẹ. Em nghĩ là tụi nó sẽ săn đuổi mình. Cũng may là đại ca chưa lộ diện. Kiểu như bọn thằng Sơn đã cấy người vào nhóm của thằng Dũng hay sao ấy, nên nó mới biết trước, tương kế tự kế với mình.